xin chào các bạn um, tới cái video uh, kế tiếp uh, trong loạt video uh, Amazon FBA uh, kinh doanh bán hàng trên uh, Amazon FBA uh, mà thật sự mà nói uh, chúng ta là những người rất là may mắn uh, lý do là các bạn biết không hầu hết uh, khi mà chúng ta lên Google thì chúng ta search uh, thông tin là chính còn khi mà mọi người lên Amazon thì khoảng 80% là mua hàng chứ không phải là, là search uh, thông tin và đa số là mua hàng ngay cả những người sinh sống ở Mỹ này các bạn, ngay cả người Mỹ cũng như là người Việt và chỉ có số rất ít uh, lên Amazon là để nghiên cứu và để bán hàng. Và chúng ta nếu chúng ta là một uh, seller là có thể trở thành một cái seller là người bán hàng và có khả năng bán hàng trên Amazon đặc biệt là Amazon FBA thì là điều rất là tuyệt vời các bạn. Và đây là những cái kiến thức căn bản, kiến thức nền tảng. Vì đối với những cái khóa học mà qua video như này. Qua video như này thì chúng ta cái mà chúng ta cần là thực hành từng bước, step từng bước chúng ta những có những cái goal, cái cái mục đích mà chúng ta cần hoàn thành, chúng ta cần action hành động. Để, để có thể làm được à, thực sự trên thực tế. Nhưng mà bên cạnh đó thì có một số kiến thức nền tảng, kiến thức cốt lõi là cái mà tôi đang đề cập ở đây và không phải ai cũng có thể hiểu hiểu rõ ràng tường tận. À, kiến thức rất là, là nền tảng. thì Trong cái phần này chúng ta cần hiểu rõ cái kiến thức nền tảng thì chúng ta làm mới đúng. Còn nếu mà chúng ta làm không đúng thì khi mà chúng ta đụng vào thực tế chúng ta làm làm sai luật thì có thể chúng ta bị treo tài khoản, bị khóa tài khoản. Và Amazon khó hơn eBay các bạn. Amazon á, thì cách thức buôn bán, cách thức kinh doanh, triết lý thì rất là đơn giản. Chính vì nó đơn giản nên nó mới mới lan tỏa khắp nước Mỹ và khoảng trên 10 quốc gia trên thế giới cũng Amazon cũng có mặt. Nhưng mà chúng ta cần phải làm đúng các bạn. À, đây là kiến thức nền tảng cốt lõi và tôi cố gắng giải thích một cách rõ ràng, chi tiết ha, để các bạn có thể hiểu được thì Amazon FBA là gì lần nữa tôi giải thích FBA viết tắt của ba từ là fulfillment by Amazon tức là được hoàn tất được hoàn thành bởi Amazon sau khi người bán là chúng ta nè gửi hàng hóa vận chuyển hàng hóa từ nhà chúng ta hoặc là từ Alibaba hoặc là từ những cái nguồn hàng các bạn vào trong kho của, 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 của Amazon thì cái phần còn lại là Amazon sẽ tích kẻ hết cho chúng ta từ ads tức là đóng gói hàng hóa vận chuyển hàng hóa từ kho của Amazon tới nhà khách hàng và sau đó nếu mà khách hàng khách hàng có cầm lên là thang phiền phản đối không hài lòng thì Amazon sẽ phục vụ khách hàng 24/7 hậu bán hàng cho chúng ta ở đây có một cái cái từ như các bạn nhìn thấy trên cái slide này bạn thấy từ Amazon mũi tên chỉ qua Amazon.com và apply thì ở đây chúng ta phải hiểu như này và khi mà chúng ta bán hàng dưới cái chương trình là Amazon FBA á, theo cái chương trình Amazon FBA tức là chúng ta vận chuyển hàng hóa thường là từ Alibaba từ cái sọt các bạn cái nguồn hàng thường là từ Trung Quốc hoặc có một số nguồn hàng khác ở trong nội địa nước Mỹ cũng có và sẽ ta gửi vào trong trong kho của của Amazon thì cái ta theo cái chương trình FBA á thì cái món hàng chúng ta là món hàng thuộc lại Prime các bạn, Prime. cái từ uh, Prime các bạn thấy giống Prime Minister đó, cái từ màu xanh nước biển đó. Thì món hàng là uh, Prime thì như bạn biết đó thì Amazon có chương trình là Prime membership, là những thành viên uh, Prime là là Prime có nghĩa là chính yếu giống như thủ tướng á, ha là VIP á, là nhân viên quan trọng quan trọng lý do là những khách hàng này họ đóng cái số tiền á khi ngay từ đầu khi họ tham dự cái chương trình này thì họ đóng cái số tiền là 99 đô một năm cho Amazon à, 99 đô một năm cho Amazon và cái quyền lợi mà những khách hàng này họ được nhận được là gì là Amazon sẽ ship hàng tức là trong năm đó họ có thể mua không giới hạn bao nhiêu hàng cũng được 100, 200 món, 300 món cũng được Thì Amazon sẽ ship hàng miễn phí trong 48 tiểu bang Hoa Kỳ Một cái tiểu bang của nước Mỹ thì bằng nước, một nước Việt Nam mình Thì Amazon guarantee là sẽ ship hàng miễn phí trong 48 tiểu bang cho khách hàng Và guarantee là hàng được giao tới nhà khách hàng trong vòng 2 ngày và miễn phí và, và sau này có thể rút xuống một ngày và, và nếu mà khách hàng mà chịu khó đi ra những cái locker đó thì những cái tháng dạo gần đây bây giờ là tháng 8 thì Amazon có đặt rất nhiều những cái locker là những cái hộp các bạn giống như chúng ta vào siêu thị ở Việt Nam á, ở trước cái có một cái bàn có một cái cô nhân viên nhận cái túi sách chúng ta bỏ vào trong cái hộp và khóa đưa chúng ta chìa khóa thì Amazon hiện nay ở các cái siêu thị ở Safeway cái chuỗi siêu Safeway Amazon có mướn cái mặt bằng đằng trước để những cái locker nếu bạn đồng ý đi ra khoảng 20 cái locker gần nhà uh, Amazon đề nghị 20 locker gần nhà bạn đồng ý đi ra đó nhận hàng thì trong vòng á, là 6 tiếng đồng hồ hàng hóa sẽ nằm trong locker và Amazon sẽ gửi một cái email cho bạn biết là locker nào và cái mã số ra sao các bạn tới đó màn hình cảm ứng các bạn bấm vào tạch 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 tạ thì cái locker nó mở ra các bạn lấy hàng hóa ra là xong và và trong tương lai và hiện nay đã đã thực hiện bên anh á, là giao hàng bằng drone tức là giống như phantom máy bay máy bay uh, máy bay mà mà quay phim chụp hình đó bạn trong bán kính khoảng 5 miles khoảng 7 cây số rưỡi đó thì giao hàng tận nhà cho khách hàng với điều kiện là món hàng trên 50 đô la thì ra giao hàng thì trong vòng 30 phút là hàng tới đó tức là coi như chính vì cái yếu tố này các bạn chính vì cái chương trình uh, Amazon FBA và và khách hàng Prime này Amazon đã chạm tới cái cái giấc mơ của của người Mỹ và các khách hàng trên thế giới nghĩa là sao là cung cấp hàng hóa chất lượng có thể là cao hơn nhỉnh hơn bạn thì vì, vì những cái khách hàng mà đóng tài khoản mà Prime membership 99 đô một năm này á, thì theo thống kê đó 2016 đó thì khoảng 80 triệu khách hàng đó thì những khách hàng này á, cái thu nhập bình quân trong hộ gia đình người ta là trên 100.000 đô một một tháng, một năm tức là là cái thành phần thượng lưu là phần kem trên ổ bánh gato nếu chúng ta xét về cái phương diện marketing về về thị phần đó, các bạn thấy không đó hiện nay có 80 triệu khách hàng có thẻ uh, uh, prime membership và thu nhập bình quân của hành viên cái họ mà prime membership này là trên 100 ngàn đô một năm và vậy khi hàng hóa chúng ta được chuyển tới Uh, uh, warehouse là nhà kho, FBA, uh, Amazon. thì cái cái hàng đó thì nó sẽ là hàng để dành bán cho khách hàng Prime, bạn. và những cái người mà khách hàng Prime khi khi mà cái món hàng chúng ta được post lên, chúng ta có một cái account á. coi như chúng ta có một, có một cái, cái store, chúng ta post cái món hàng chúng ta lên website của Amazon, thì cái món hàng của chúng ta sẽ ngẫu nhiên có có cái hàng chữ là Prime ở phía dưới thì những khách hàng Bright là 80 triệu khách hàng này khi họ vào mua hàng của chúng ta thì họ được miễn phí shipping họ rất thích tức là khi ta, ta hàng chúng ta vào được trong warehouse và under cái chương trình FBA là hàng chúng ta hàng Prime thì 80 triệu khách hàng Prime sẽ mua thì sẽ được shipping miễn phí còn nước Mỹ 322, 32 triệu khách hàng thì còn khoảng là 240 triệu khách hàng còn lại hơn 240 triệu khách hàng còn lại họ cũng có quyền mua hàng của chúng ta nhưng họ phải trả chi phí shipping trong vòng 48 triệu ba ngoài cái giá món hàng họ còn phải trả nữa các bạn và khách hàng ở các nước trên thế giới thì cũng có thể mua thì họ sẽ phải trả cái phí quốc tế không ạ đó vậy vậy cái, cái rất là hay các bạn chúng ta phải vào chương trình amazon fba là lý do tại sao các bạn biết là amazon là website quá nổi tiếng rồi tức là traffic cái lượng traffic nó vào rất là dày đặc hầu như là tốn hầu như là không tốn hoặc tốn rất ít tiền quảng cáo và chỉ có vào Amazon FBA này chúng ta mới tiếp cận được cái 80 triệu khách hàng tiềm năng thượng lưu của nước Mỹ cũng như là trên 240 triệu khách hàng còn lại của nước Mỹ cũng như khách hàng khắp nơi trên thế giới nếu họ thích cái món hàng đó và thứ hai khi vào chương trình FBA Amazon này thì cái nhiệm vụ của seller chúng ta với khách là seller người bán thì chỉ, thường là chúng ta tìm những những cái nguồn hàng thường là bên Trung Quốc các bạn thường bên Alibaba và chúng ta nhiệm vụ chúng ta là chọn đúng cái món hàng tốt chất lượng và có nhu cầu đối với thị trường nước Mỹ và chúng ta vận chuyển vào kho và phần còn lại Amazon sẽ tách hết tức là chúng ta không cần phải customer service và chúng ta cũng không cần phải có kho bãi và chúng ta cũng không cần mà phải có phải mướn hoặc nhờ hoặc là có cái hạn vận chuyển hàng hóa các bạn vậy vậy um, trong các bài viết tôi mới phân tích và tôi mới đưa ra cái cái từ ngữ là amazon nó là một cái gì các bạn đó là một cái coi như là một cái cái sinh thái khép kín các bạn ha là một cái cái sinh sinh thái mà khép kín mà trong đó thì sẽ lưu trữ hàng hóa và customer service và hậu bán hàng và vận chuyển chúng ta là, là nơi tốt nhất để cho các doanh nhân, các seller, international seller trên toàn thế giới để bán hàng các bạn. Và dĩ nhiên là Amazon sẽ ăn cái phí khoảng 30%. Và 30% này thì gồm những gì? 30% là gồm những cái phí gì? Trong đó là 15% là referral. Tức là giống như là, là phí giới thiệu các bạn. Tức là giống như ở phí DS khi bạn có bán hàng bạn ở nhà các bạn bạn rất khó bán bạn có website mà website bạn không có traffic không ai vào thăm biến hết thì nó bắn vô chùa bà đanh bà bán cũng không có được các bạn đúng không và thì, mà khi mà khi mà ngay khi bạn bán được rồi đó thì sao thì bạn phải đóng gói không đạt tiêu chuẩn chưa chắc là đạt tiêu chuẩn và kế tiếp là bạn phải có cái đội ngũ vận chuyển là UBS, rồi USPS rồi FedEx DHL thì cũng trồi sụt bất thường lắm bạn và sau khi bạn bán xong rồi thì khách hàng réo tới bạn bạn ở Việt Nam thì khách hàng ở Mỹ cách nhau 14 tiếng dự nhờ Việt Nam đang là 10 giờ sáng đó như ở ở Việt Nam đang là 10 giờ sáng thì ở Mỹ là 8 giờ tối thì khách hàng không hài lòng sẽ gọi điện thoại ở réo các bạn rất là phiền phức đúng không ạ đó thì thì FBA sẽ giải quyết vấn đề đó và sẽ lấy 30 là cho cái phí thì nhờ cái cái traffic nhờ cái website của FBA của Amazon mà bạn có thể tiếp cận được 80 triệu khách hàng tiềm năng tức là khách hàng thượng lưu phần kem ổ bánh gato của nước Mỹ và 240 triệu khách hàng còn lại của nước Mỹ và chính vì vì họ à, thằng này đóng cho Amazon đó là 99 đô một, 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 uh, một năm nên Amazon sẽ vận chuyển hàng hóa miễn phí và bạn biết không, mà một khi á, những khách hàng Prime membership là khách hàng VIP này họ được miễn phí thì họ tận dụng tối đa cái cái quyền lợi miễn phí họ mua hết món này đến món khác các bạn thì nếu mà họ mua nhiều quá thì có thể là Amazon sẽ bị lỗ các bạn đúng không ví dụ như một tháng họ họ mua 5 món thì một năm họ mua 60 món thì cái phí là hai đô bạn chuyển cho nước mỹ đi đó là 120 trăm hai ok nhưng mà một tháng họ mua 10 món 20 món thì họ, họ tận dụng cái cái free, free shipping họ mua càng càng nhiều các bạn cái số muốn nó tăng lên thì không chừng là có một số khách hàng mà người ta lợi dụng như vậy đó, thì amazon sẽ bị lỗ mà bù quá sức lại các bạn ha đó, đó cái lý do tại sao mà chúng ta nên tham dự vào chương trình fba thứ nhất đó là sao các bạn biết không đó thứ nhất đó là coi như là Amazon cái traffic rất là dày đặc, chúng ta tiếp cận được 80 triệu khách hàng đầy tiềm năng giàu có nhất nước Mỹ và 240 triệu khách hàng còn lại. Và sau khi mà chúng ta đẩy vào kho thì Amazon sẽ tách ra tất cả và chúng ta sẽ trả cái phí Amazon là 30% trên giá trị món hàng và trong đó là khoảng 15% là cái cái phí referral nhờ website Amazon mà chúng ta tiếp cận được những khách hàng tiềm năng. 15% là cái phí vận chuyển và phí đóng gói bao bì do customer service còn lại thì vẫn còn rất là lời các bạn vì thường hệ số khi bạn mua món hàng bên Trung Quốc á, thì á, là thường có thể là một phần năm hoặc là một phần mười so với đẩy vào 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 trong 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 nhà kho Amazon tới lấy ví dụ như này một cái lượt chải tóc chải lông cho chó ở bên Trung Quốc là một đô vận chuyển vào kho Amazon thành ra hai đô và cái giá bán trung bình là 10 đô và khi mà mình bán được 10 đô thì mình chia cho Amazon là 30 phần trăm trên giá trị món hàng là khoảng 3 đô 30 xu thì chúng ta còn lại khoảng 6 đô 6 đô 70 xu Đúng không bạn 6 đô 70 xu này thì trừ một cái cái đô cái giá thành chúng ta mua thì còn lại 5 đô 70 xu một đô vận chuyển nữa đó thì chúng ta còn lại là à, coi như là 6 đô 70 trừ 1 5 đô 70 còn 4 đô 70 Giờ thuế máy linh tinh nữa đi cho một đô 70 chúng ta vẫn còn lại khoảng 30 phần trăm hoặc là hơn 30 phần trăm tức là chúng ta bỏ một đô chúng ta lời được khoảng 3 đô bạn Amazon sang 3 đô ngoài ra cái phần còn lại là các chi phí khác ok mà ha đó vậy cái nhiệm vụ của chúng ta với tư cách seller là người bán thì một trong những cái nhiệm vụ quan trọng là chúng ta tìm được cái nguồn hàng tốt và tìm được cái món hàng có nhu cầu đối với thị trường Mỹ ha là bận chuyển tới kho của Amazon coi như là như chúng ta xong chúng ta và như xác định đi chơi ha à, còn ngoài ra như có những cái việc khác như review hoặc là viết quảng cáo đẩy món hàng mình lên nhưng mà cái đó việc nó không khó các bạn thì nó cũng giống như các website khác ở trên Shopify trên Facebook hoặc website chúng ta thì chúng ta vẫn phải làm những cái công việc đó các bạn đúng không đó vậy cái chính của chúng ta là là tìm được nguồn hàng và món hàng có nhu cầu vậy tóm lại cái chương trình um, Amazon FBA này thì chúng ta chỉ cần biết các bạn rất là hay các bạn chúng ta chỉ cần biết tìm ra cái cái nhắc cái món hàng và như là nó, nó rất là khoa học có công cụ các bạn công cụ miễn phí và công cụ trả phí chúng ta chỉ cần bỏ tiền mua một cái công cụ mà trả phí như tôi có mua Jungle Scout thì trong đó nó thúng kê đầy đủ chi tiết thì mình trả phí thì mình có thể tìm được cái cái món hàng cái món hàng à, ví dụ như cái lười chạy chó là hiện giờ có 275 người đang bán trên Amazon cái giá trung bình là từ 9 tới 12 đô và một ngày là bán được hạn như 300 cái lượt chạy chó và cái giá thành là là 9 tới 12 đô Đúng các bạn và lời lỗ bao nhiêu nó thống kê đầy đủ hết các bạn nó rất là khoa học và ta nắm được cách chọn một món hàng có nhu cầu và cái nguồn hàng deal với lại Alibaba của Trung Quốc và vận chuyển vào kho chỉ cần một cái món hàng như vậy thôi các bạn sau khi chúng ta làm thành thạo thì chúng ta có thể nhân rộng lên chúng ta làm hai ba món hoặc là năm món là ok các bạn và ta mua với giá xỉ ta đẩy vào trong đó coi như là xong tức là cái chương trình Amazon FBA này chúng ta học thì một tuần chúng ta bỏ ra cái khoảng thời gian ví dụ như là có thể là 2 tiếng 5 tiếng hoặc là 7 tiếng một ngày khoảng nửa tiếng thôi các bạn nói tiếng Anh các bạn khá chứ không phải chúng ta miệt mài sau đó chúng ta làm việc khác như bạn đó vậy Amazon FBA là gì thì tôi tôi giải thích sơ lược cho các bạn hiểu được cái khái niệm cái khái niệm này là khái niệm nền tảng cốt lõi các bạn phải hiểu ha thì các bạn mới có thể thực hành thì những cái biết bước tiếp theo nó đúng Chứ còn cái nền tảng này mà chúng ta không hiểu thì không được thì chúng ta sẽ làm sai thì chúng ta sẽ bị treo tài khoản thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp mến chào các bạn